và theo dõi người dùng Chrome. Trình duyệt Google Chrome sẽ bắt đầu thực hiện các thay đổi mạnh mẽ đối với chính sách cookie của mình để ngăn các công ty bên ngoài kiểm tra lịch sử duyệt web của người dùng. Google cho biết trong suốt 2 năm tới, họ sẽ loại bỏ việc sử dụng cookie của bên thứ ba, một loại dấu vết kỹ thuật số và nhiều công ty sử dụng để theo dõi hoạt động của người dùng trên web cho mục đích quảng cáo trực tuyến. Mặc dù Google tuyên bố ý định loại bỏ theo dõi web trong một bài đăng trên blog vào tháng 8, nhưng đây là lần đầu tiên gã khổng lồ tìm kiếm đưa ra mốc thời gian cho sáng kiến của mình. Theo CNET, Chrome hiện chiếm 64% tất cả các hoạt động web toàn cầu. Mặc dù bước đi này giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng đối với các công ty bên thứ ba, tuy nhiên điều đó không làm thay đổi tỷ lệ của Google trong việc làm giảm sử dụng dữ liệu web để tạo lợi nhuận của chính họ. Các khổng lồ tìm kiếm đã không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ thay đổi đáng kể chính sách của chính mình. Mặc dù việc chặn cookie đã trở thành một phương pháp ngày càng phổ biến để lấy lại quyền riêng tư của một số người dùng, đã trở thành một điểm bán hàng cho các đối thủ của Chrome như Mozilla, Firefox nhưng nó cũng đã tạo ra các phương pháp theo dõi web khác như lấy dấu vân tay phương pháp giám sát web này sử dụng nhiều thông tin bí mật hơn để theo dõi thói quen của người dùng bao gồm thiết bị theo dõi phong chữ và các điểm dữ liệu khác để tạo một định danh duy nhất